Hi, xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Mua Đồ Giò. Mình là Vinh Tào Lao, Trần Hoàng, Đại Lâm Ba Lô Tà Đi. Hôm nay là những ngày giữa tuần và những ngày mùa mưa rất nặng hạt các bạn ơi. Cho nên Đại Lâm banh bóng cũng rất ít các bạn. Và quá lâu rồi chưa cầm lại xuống len, làm hồ cu ly. Thì bây giờ Đại Lâm đang sửa lại cái chân nhà tắm dưới mé sông. Nhà Đại Lâm đang bị sói mòn vì sóng đánh nước lớn nha các bạn. Cho nên Đại Lâm và Trần Thận, em út của Đại Lâm. Trần Thận là một trong những nghệ nhân bong bóng. Và anh ta từng thổi bằng mũi đầu tiên của tỉnh An Giang mình các bạn. Và hôm trước anh ta cũng có lên chuyện hẹn hò và bất thành nha các bạn. Hiện tại bây giờ anh ta đang là gà trống nuôi con. Các bạn cùng Đại Lâm làm hồ cu ly thế nào? Trước đây Đại Lâm cũng từng làm hồ và lặn lội khắp nơi nha các bạn. Các bạn có biết trước đây nói chung là anh em Đại Lâm cuộc sống rất khó khăn và làm bất cứ thứ gì các bạn ạ. Trần Thận cũng là một những trong anh bộ đội phục viên nha các bạn. Và hiện tại bây giờ anh ta đang làm bong bóng nghệ thuật. Còn Đại Lâm hiện tại bây giờ là YouTuber bóng chuyền hội kênh Đại Lâm Mua Đồ Giò. Một lần nữa chúc các bạn luôn sức khỏe, an lành, may mắn trong cuộc sống nha. Đấy là ông lão ba ba của Lâm, 70 rồi các bạn. Ủa sao mày không mấy đổ cái này lên trộn vô để anh sao trộn? Đốt chưa, chưa cắt sao quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cửa lại vậy? Hai cửa, mấy bầy ra một tống này nữa. Rồi được rồi. Mày làm không tao cũng rớt rồi này, này làm sao nữa? Rồi. Bây giờ sẽ đổ đá vô ngào cái các bạn. Hiện tại bây giờ hai thợ hồ này bắt đất diễn như các bạn. Xúc và phỏng phỏng rồi các bạn ơi. 12 len là một thùng bê. Cái xúc 12 len là một thùng bê các bạn ơi. Để lâm ngào các bạn, một bao rưỡi xi măng, 8 thùng cát, 7 thùng đá nha các bạn. Thợ hồ dữ dằn thiệt. Mệt quá các bạn ơi. Bây giờ các bạn bắt đầu xúc và đổ nha các bạn. Đây. Nhà để làm cái máy xong các bạn ơi nha. Đây. Đây. Đây là bà có để làm. Đây nhà để làm máy xong các bạn đây. À. Các bạn biết giờ đang xuống đây nè, bê mấy cái thùng này là xuống đây này các bạn à. Nha. Và bê xuống đây ấy. À, bê xuống đây. Đây xuống đây. Đây là dòng sông. Đây. Lâm mấy ngày nay đang về đây mua tràm, mua gì đang đóng cừ này các bạn. Nói để Lâm làm cái cừ ghê. Đây. Đây là nhà sau của Đại Lâm các bạn ơi. Nha. Đây là cầu thang lên nhà. Giờ Đại Lâm đang sửa lại cái nhà tắm cho ba đây. Nha. Chột trụ vào như thế này đấy các bạn à. Nha. Đây là nhà tắm đang bị sóng đánh đấy các bạn. Sống đánh vô cho nên các bạn cũng biết rồi đây. Đây, xà lan chạy như thế này. Sống nó dập 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 vô đây nè các bạn à. Đây.
nước lớn cái này nước rộng không sao bạn, sóng dập dập vô đây nói chung là lỡ nhà tắm hết các bạn ơi. Để giờ các bạn biết giờ đây Lâm đang đổ này xuống nha các bạn. Quá các bạn ơi. Cái dây gì kìa mày buộc đó mày thả xuống đây vậy nặng quá, có dây buộc thả xuống nó nhẹ hơn. Các bạn thấy không, mama đã làm 70 tuổi rồi các bạn, nhưng vẫn giúp đỡ cho anh em của Đại Lâm rất nhiều các bạn ơi. Hiện tại giờ mama vẫn khiêng những cái thùng bê này, xi măng này xuống cho Đại Lâm. Và để Đại Lâm đổ đây này các bạn này. Như này. À. Thật tội nghiệp cho mama của Đại Lâm các bạn ơi. Chúc các bạn một ngày mới sức khỏe, ăn lành, may mắn trong cuộc sống nha. Thật sự rất mệt các bạn ơi. Đây. Hai ông bà đang làm gì đây? Đây. Ngoài kia là tuốt ngoài đường các bạn à. Nha. Lên xuống như thế này rất mệt các bạn ơi. Đây. Cái làm cái lỗ dưới đó các bạn, góc nhà tắm này. Các bạn nhìn thấy nhà làm này. Là dòng sông cho nên nước lớn nước gì nó lỡ ghê lắm các bạn ơi. Hai ông bà mama của Lâm và ba Lâm khỏe là vui rồi các bạn ơi. Hai ông bà 70 rồi vẫn lo cho đàn con, thật đáng thương cho hai ông bà. Bây giờ là 9:30 sáng rồi các bạn ơi. Nãy giờ làm đâu gần tiếng hồ rất mệt. Chúc các bạn ngày mới vui khỏe, ăn lành, may mắn trong cuộc sống nha. Hiểu không? Hiểu.